Thưa quý khán giả, vào 13 giờ 20 phút giờ địa phương ngày 30 tháng 10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia vào chiều qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chủ trì lễ đón. Ghi nhận trên báo Thông tấn xã Việt Nam, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư nhằm đề cao đường lối đối ngoại, trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam, coi trọng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn phát triển lâu dài, ổn định, ngày càng hiệu quả, thực chất, theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, đồng thời làm rõ những quan tâm, lập trường đúng đắn, các lợi ích chính đáng của Việt Nam. Trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, số mắc mới COVID-19 hiện đang giảm nhẹ. Một số ngày trong tháng 10 giảm dưới 500 ca một ngày, nhưng số bệnh nhân nặng lại có xu hướng gia tăng. Các chuyên gia cảnh báo tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán, đặc biệt trong thời gian giao mùa, thu đông. Bệnh nhân nhập viện trong thời gian này đặc biệt đáng lo ngại hơn khi xuất hiện tình trạng đồng nhiễm với một số bệnh truyền nhiễm khác. Bây giờ, chị Mộng Mơ cập nhật các tin nóng để gửi đến quý khán giả. Xin mời chị Mộng Mơ. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho cưỡng chế tháo dỡ 8 bungalow xây dựng trái phép của ông Mai Trung Dũng tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh. Công trình xây dựng trái phép nằm trong khu bảo tồn biển Phú Quốc. Lực lượng chức năng không dùng máy móc mà buộc phải áp dụng tháo dỡ thủ công. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc, chiều 2 ngày trước, gia đình ông Dũng tự nguyện tháo dỡ các bungalow xây dựng trái phép. Do đó, việc cưỡng chế vẫn thực hiện, nhưng gia đình hợp tác nên lực lượng cũng hỗ trợ để việc tháo dỡ được nhanh chóng. Mọi việc dự kiến hoàn thành trong ngày. Công trình xây dựng trái phép của ông Dũng nằm trong khu bảo tồn biển Phú Quốc. Lực lượng chức năng không thể dùng máy móc, xe cuốc để tháo dỡ các bungalow như trên bờ, nên buộc phải tháo dỡ bằng phương pháp thủ công. Thưa quý khán giả, vụ án tại tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền A Minh Bờ chủ trụ thời gian qua thu hút sự quan tâm của dư luận. Căn cứ các kết quả điều tra hồi tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên án 6 người tại đây từ 3 đến 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, những người bị tuyên án đều có đơn kháng cáo vì cho rằng tu tập tại gia không mạo danh Đức Phật, không xuyên tạc giáo lý nhà Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Nơi đây còn gây bức xúc trong xã hội khi có rất nhiều bị hại tố cáo ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, và những cá nhân sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm và loạn luân. Để có căn cứ giải quyết nguồn tin về tội phạm, ngày 24 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định trưng cầu giám định ADN và thu mẫu của 28 người sinh sống tại hộ của bà Cúc. Mới đây, Cơ quan Công an tỉnh Long An cho biết, có kết luận giám định ADN. Tuy nhiên, thông tin chi tiết không được công khai rộng rãi, làm nhiều người tò mò. Nhịp sống ngày mới hôm nay, chúng tôi góp góc nhìn về vấn đề này. Kết quả ADN của 28 cá nhân sống ở tỉnh Thất Bồng Lai do phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giám định. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể kết quả giám định ADN đối với từng người là để bảo vệ bí mật đời tư cá nhân của công dân, nhất là những đứa trẻ. Vụ án này có thể ảnh hưởng lâu dài đến đời sống tâm lý của những đứa trẻ. Nếu công khai quá chi tiết thông tin đời tư cá nhân, có thể ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của các em. Vấn đề bảo vệ quyền tự do cá nhân, bí mật đời tư cá nhân được pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế ghi nhận rất đầy đủ. Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cũng cho biết, cả tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị có những điều khoản giống nhau.
mỗi người đều được bảo vệ về những điều riêng tư trong đời sống cá nhân, gia đình, nơi ở và thư tín. Cả hai văn bản này đều có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam. Mỗi cá nhân đều được nhà nước ta bảo vệ quyền riêng tư. Điều 21 Hiến pháp năm 2013 quy định, mỗi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Luật trẻ em cũng có nhiều quy định về bảo vệ trẻ em, trong đó có việc bảo vệ thông tin nhân thân, thông tin cá nhân, hình ảnh của trẻ, hành vi thu thập, sử dụng trái phép thông tin nhân thân, hình ảnh của trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật. Xét về lý và về tình, việc không công khai kết quả giám định ADN, nhất là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn là cần thiết, phù hợp với pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Trong vụ án này, có nhiều đứa trẻ tài năng, rất đáng thương và là nạn nhân của những hành vi vi phạm pháp luật. Các em không có tội và cần được đối xử bình đẳng, tránh việc kỳ thị của xã hội để có cơ hội học tập, lao động, phát triển bản thân. Trẻ em vô tội, lỗi lỡ người lớn, những người mưu mô toan tính, lợi dụng con trẻ để đáp ứng nhu cầu của bản thân. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đến nay, kết quả giám định ADN, chứng cứ khoa học rất quan trọng đã có. Nếu những người sinh sống tại tỉnh thất Bồng Lai có quan hệ quyết thống, các bị cáo phải trả giá cho hành vi trái với luân thường đạo lý. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, nếu kết quả giám định cho thấy họ có mối quan hệ quyết thống, những đứa trẻ không phải mồ côi mà là con của những người sinh sống ở đây, đồng nghĩa với dấu hiệu lừa dối để nhận tiền từ các nhà hảo tâm nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, kết quả giám định ADN sẽ là căn cứ để cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An xem xét khởi tố một số đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường hợp kết quả giám định ADN cho thấy có hành vi quan hệ tình dục giữa những người có cùng dòng máu, về trực hệ, tức là quan hệ huyết thống trực hệ ba đời dẫn đến sinh con, cơ quan điều tra khởi tố về tội loạn luân. Nếu xác định có dấu hiệu của tội loạn luân tại tỉnh thất Bồng Lai, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án hình sự loạn luân theo điều 184 Bộ luật hình sự năm 2015 để điều tra xử lý người vi phạm theo quy định. Theo đó, người nào có hành vi giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì sẽ bị xử lý về tội loạn luân. Mức phạt dành cho người phạm tội là từ 1 đến 5 năm tù. Cập nhật tin mới nhất về bão số 7. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối qua bão trên Biển Đông mạnh lên cấp 11, giật cấp 13. Dự báo trong hôm nay, cường độ tiếp tục mạnh lên khiến biển động dữ dội với cột sóng cao từ 9 đến 11 mét. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 tiếp tục mạnh lên và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10 km/h. Đến 19 giờ hôm nay, tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía Đông Bắc. Bão mạnh lên cường độ gió cấp 11-12, giật cấp 14. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh, bắt đầu từ đêm nay và ngày mai, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-4 mét. Chiều tối qua, một vụ va chạm liên hoàn giữa ô tô con và hai xe tải tại nút giao Thân Cửu Nghĩa giữa hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Trung Lương Mỹ Thuận. Tài xế xe 4 chỗ may mắn thoát chết, nhưng thời điểm sau khi xảy ra tai nạn, xe tải lưu thông chiều ngược lại, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, trong lúc xe tải mang biển số 29C86643 và xe ô tô 4 chỗ mang biển số 51G45238 vừa xuống dốc cầu vượt ra nút giao Thân Cửu Nghĩa, hướng ra trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bất ngờ va chạm nhau. Cú va chạm làm xe 4 chỗ bị đẩy lệch qua trái đường, rồi tiếp tục va chạm vào một xe tải khác đang lưu thông theo chiều ngược lại, khiến xe 4 chỗ bị ép chặt vào đuôi xe tải. Đơn vị quản lý đường cao tốc và cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.